Xin chào các bạn, ngôi nhà của chúng ta đang bị bẩn, đang bị rất là nhiều bụi và cát nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm sạch cái ngôi nhà này. Đây, chúng ta có một cái bình phun. Chúng ta sẽ dùng nước phun nhá. Đó, chúng ta sẽ phun nước để rửa sạch ngôi nhà. Phun nước để cọ sạch ngôi nhà. Phun nước để cọ sạch ngôi nhà nào. Nào, đi trật tự để bố cọ nhà nào. Đấy, bố đang cọ nhà đấy. Ui, chà chà. Tí nữa đến lượt tí nha. Để bố cọ nhà nha. Nhà sắp sạch rồi. Chúng ta phun nước. Đấy, xong được tí rồi. Từ từ, để bố phun mưa để cọ nhà nhá. Nào, bơm hơi. Chà. Đấy, cát đi rồi. Cát đã bị đẩy đi hết rồi. Rồi. Phun nước vào nhà. Nào, chất tự. Nào, để phun đằng sau. Chúng ta đang cọ nhà. Chà, nhà sắp sạch rồi. Chà, cọ nhà đi. Nhà sắp sạch rồi. Cọ nhà. Chà. Nhà sắp sạch rồi. Cọ phần mái. Cọ cửa sổ. Cọ cửa sổ nào. Cọ cửa chính nào. Ui giời. Nghe tất sỏi rồi. À, vậy là ngôi nhà đã sạch rồi. Để xem nào. Còn một ít cát ở đây nữa. Đó. Sắp sạch rồi. Chưa xong. Còn tí nữa. Nhà chưa sạch đâu. Nào, đi bơm đi. Đó, tí cọ nhà đi. Đó, ngôi nhà đã sạch rồi. Nào, bơm đi, bơm nước để cọ nhà. Tí đang cọ nhà đấy nha. Xem tí cọ nhà này. Đấy, tí đang cọ nhà đấy. Cọ nhà đi con. Cọ đi, phun đi. Phun mưa đi để cọ nhà. Phun nước vào nhà con. Phun nước vào nhà ấy. Phun nhà ấy. Đấy. Nhà đang được cọ rất là sạch. Em bé đang cọ nhà đấy. Rồi, bây giờ ngôi nhà đã sạch rồi. Xin chào tạm biệt các bạn nha.